Thì từ hồi mình làm kênh YouTube tới giờ là mấy tháng rồi mình không có để ý. À, thì hôm qua mình vào mình kiểm tra thì mình giật mình là mình bị 10% xì bam. À, lúc đó mình mới hết hồn. Thì mình mới đi đi mở ra mình coi mình bị lý do gì mà mình xì bam. Thì mình mở ra thì mình vào một cái kênh, có một cái trang để kiểm tra này các bạn. À, đây có một cái kênh để kiểm tra, mình mở vào đây á. Thì mình kiểm tra mình thấy mình bị xì bam. Nó đánh dấu ở cái vòng tròn này 10%. Thì bên đây là những cái nội dung mình vi phạm. Thấy hai mấy cái nội dung mà mình vi phạm mấy cái. Thì cái nào vi phạm họ sẽ đánh dấu, họ tích vào cái dấu xanh. Thì mở ra mình coi á, thì mình bị mà cái lỗi lớn nhất, cái lỗi lớn nhất của mình đó là từ ngày mình làm cái kênh YouTube này mình không làm cái banner chỗ này các bạn. Cái banner này mình không làm nè, mình để trống luôn nè. Là cái tội nặng nhất. Cái tội thứ hai á, là mình không viết cái phần mô tả của cái kênh. Mình chỉ có cái phần mô tả của cái video thôi thì họ không có chịu. À, cái thứ ba nữa là mình không có cái đường liên kết với Facebook hay là những cái trang web khác để mình quảng báo cái kênh của mình lên. Đấy. Thì họ cho rằng á, mình giỡn chơi, mình lên đây mình chỉ xì bam thôi chứ mình không thật sự là lên YouTube để mình làm mình kiếm tiền. Đó. Thì sau khi mình thấy họ đánh dấu vào những cái nội dung đó thì mình mới đi sửa. Mình viết cái phần mô tả rồi mình làm cái banner mình để lên đây. Đó, xong rồi mình để cái hình avatar vào. Thì mình quay trở lại, hôm nay mình quay trở lại các bạn rất là mừng luôn là ở đây mình 0%. Xì bam tức là cái kênh của mình bây giờ là đó là kênh sạch các bạn. Mừng quá trời luôn. Thì đây là cái kênh để cho mình biết mình có bị đánh giá là mình xì bam hay không á. Thì nó có một cái đường dẫn. À, đây là cái đường dẫn này các bạn. Cái đường dẫn này á, thì các bạn lên copy. Rồi các bạn lên Google, các bạn bát vô trong đó. Thì nó sẽ ra cái trang như vậy. Đó, rồi mình mới vào cái trang chủ của mình. Cái trang kênh YouTube của mình đó nha. Chứ không phải là trang chủ của YouTube đâu nha. Cái kênh riêng của mình á. Mình copy cái đường link của cái kênh của mình á. Đó, thí dụ cái kênh của mình đây ha. Thì ở trên đây á, có cái đường link nè các bạn. Các bạn chép cái đường link này. Các bạn copy. Xong rồi các bạn mới đem qua, các bạn dán bên đây. Thì các bạn mới bấm vào cái vòng tròn kính lúp này. Hoặc là anh tập bạn